quý vị, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm nay và ngày mai mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Nam Bộ, mưa liên tục từ trưa cho đến chiều mai và dự báo mưa vừa mưa to với lượng mưa dao động là từ 20 cho đến 50 mm và thậm chí có nơi mưa rất to, lượng mưa là trên 80 mm. Trong cơn mưa dông có khả năng cao đi kèm gió giật, sấm sét nguy hiểm. Mưa to sẽ gây nên hiện tượng ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp, các khu vực đô thị. Và dưới lớp nếp sâu như thế này, thưa quý vị, có thể tiềm ẩn nguy cơ có những hố ga mất nắp và có những hố ga rộng đến nửa mét, đến người lớn cũng có nguy cơ là bị lọt xuống. Vì thế, nếu như quý vị ra đường gặp mưa ngập thì mọi người nên đi thật chậm và quan sát thật kỹ, hoặc là chúng ta tìm hướng di chuyển vào một làn đường khác khi thấy nước sâu ngập quá bánh xe. Người đi bộ có thể dùng thêm gậy để dò đường. Và mưa sẽ mang lại thời tiết dịu mát dễ chịu cho người dân ở Nam Bộ cả ngày mai. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc cũng như là tại Cà Mau dao động trong khung là từ 29 cho đến 32 độ. Chỉ một ít nơi như Cao Lãnh, Tây Ninh là sẽ hơi nóng hơn với mức nhiệt là 33 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển Bình Thuận tới Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, cảnh báo sẽ có mưa dông và trong cơn dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn bị hạn chế, giảm xuống dưới 10 km. Chưa kể là khu vực biển Bình Thuận, Cà Mau, ra huyện đảo Trường Sa sẽ còn có gió Tây Nam, giật cấp 6, cấp 7 và có lúc là cấp 8, cấp 9. Trái lại, ngày mai Hoàng Sa sẽ có nắng và gió sẽ là cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây Mỹ Hạnh xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.